hello, xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của tìm HT đều và mình là Minh Tiến. Chắc hẳn là, là thời điểm hiện tại các bạn đang trải qua cái cảm giác thị trường chúng ta đã đang cực kỳ hỗn loạn là như thế nào đúng không ạ các bạn thấy rằng là chỉ thị trường crypto thôi thì chúng ta thấy cả toàn bộ thị trường ở trong ngày hôm qua đã gần như là náo loạn bán tháo khắp nơi và chúng ta thấy rất là nhiều những đơn vị tổ chức ngoài các mập bán tháo để có thể là thoát hàng đúng không ạ sau đó thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái đơn vị tổ chức hay là cá mộc cá voi họ cũng đã có những cái hoạt động gom hàng tóm lại là bán gom diễn ra thực sự rất là sôi động sôi nổi và phải nói chính xác là cái cảm giác gần như là gì, hỗn loạn mới là chính xác hơn và không chỉ riêng thị trường của crypto đâu các bạn ạ và ngay cả thị trường tài chính nói chung cũng vậy chúng ta thấy là ví dụ như bên chứng khoán chúng ta thấy được rằng là đều có cái sự giảm điểm à, chúng ta thấy Dow Jones cũng giảm này à, S&P 500 cũng giảm hay Nasdaq đều có sự sụt giảm trong khi mà mới mở cửa ngày hôm qua thôi thì chúng ta thấy nó đã sụt giảm cũng khá là nghiêm trọng. Trở lại nói về BTC thì như các bạn đã thấy trong ngày hôm qua BTC thậm chí là không giữ được ở cái mức 60.000 USD mà thậm chí là đã có những lúc về tới tận cái vùng giá đó là 49.500 USD các bạn ạ. Thực sự nó đã phá qua được đường giới hạn dưới của cái mô hình nêm côn nó đã tạo ra trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi. Nếu như các bạn thấy thì cái mức cản chính của BTC thì nó đang nằm ở cái mức đó là 70 71 000 Vì các bạn thấy được rằng là mỗi một khi mà giá BTC lên tới vùng giá đó chúng ta đều thấy gặp cái lực cản rất là lớn và cái áp lực bán xả nó xuất hiện ngay sau đó và chúng ta đều thấy giá của BTC có cái sự điều chỉnh xuống phía dưới. Các bạn thấy không ít lần BTC đã thử phá qua cái mức cản đó là 70 71 000 để có thể là tiến thẳng lên những cái vùng giá phía trên. Những cái vùng giá chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng đó là 73 000 thậm chí 75 000 và tiếp theo là cái vùng giá đó là 80 82 000 Nhưng mà các bạn thấy được rằng là mỗi một khi một bc lên tới cái vùng giá đó đều gặp cái lực bán xuống rất là mạnh Những ai đang bán ở những cái thời điểm này thì chúng ta chưa thể biết chắc chắn là những đơn vị nào Nhưng các bạn thấy là mỗi một khi giá bc lên tới cái vùng giá đó thì chúng ta đều thấy Ví dụ như dòng vốn chảy ra từ Bitcoin ETF Spot này Hay là những cái thông tin rất là quan trọng nó lại đưa ra thời điểm đó để có thể là hợp thức hóa cho việc bán xuống đúng không à, Nhưng mà các bạn thấy là trong ngày hôm qua À BTC không giữ được cái mức 60.000 và thậm chí là phá qua cái mức 60.000 và xuống thẳng cái mức 50.000 và thậm chí là đã có những lúc xuống thẳng tới cái vùng giá đó là 49.500 nó đã phá qua cái mô hình à, nêm côn các bạn thấy được rằng là cái mô hình này đã tạo ra từ cái khoảng thời gian đó chính là à, tháng 2 tháng 3 của năm 2024 cho đến cái à, thời điểm hiện tại và các bạn thấy là đã phá qua được cái đường trendline ở giới hạn dưới rồi vì thế là đây chính là một trong những cái nỗi lo à, sợ hãi rằng là BDC sẽ à, tiếp tục điều chỉnh sâu xuống phía dưới thậm chí là về cái mức đó là à, 40.000 đúng không ạ và rất là nhiều những à, chuyên gia phân tích cho rằng là BDC sẽ còn điều chỉnh xuống cái mức à, 40.000 còn các bạn thì sao? Các bạn tin rằng là BTC có xuống được cái mức 40.000 hay không? Thì các bạn hãy để ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này Để xem rằng cái tâm lý chung của những người tham gia thị trường crypto ở cái giai đoạn hiện tại là như thế nào các bạn nhé Thì sau khi mà phá qua được cái mô hình uh, nêm côn này thì các bạn thấy được rằng là BTC đã có sự phục hồi quay trở lại ở trong ngày hôm qua luôn Và như mình cho các bạn xem thì nó đã phục hồi khoảng 9-10% đến tính từ cái uh, đỉnh, uh, cái đáy của cái dâu nến nó đã tạo ra trong ngày hôm qua À, và thời điểm hiện tại thì đang giữ ở cái mức đó là 54.000 xấp xỉ 55.000 USD. À, nếu như cái giá đóng cửa trong ngày hôm nay à, của BTC mà vẫn giữ được cái mức trên 54.000, chúng ta cũng có thể là hoàn toàn kỳ vọng là BTC sẽ à, có một cái hy vọng mong manh nào đó là sẽ không tiếp tục điều chỉnh mà sẽ gì ạ sẽ sideways ở cái vùng giá này. Và đương nhiên là trong cái khoảng thời gian sắp tới chỉ cần những cái thông tin mà tiêu cực tiếp tục được đưa ra thôi thì mình tin chắc rằng là BTC sẽ có khả năng cũng sẽ điều chỉnh xuống phía dưới và có thể là đi sideways ở vùng giá này. À, cái vùng mà hai 000 của BTC đây cũng là một cái vùng hỗ trợ đã có ở trong cái khoảng thời gian đó là tháng 1 tháng 2 của năm 2024 và chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là có thể là xoay tốt ở cái vùng giá 5x này và sẽ không điều chỉnh sâu nữa. À, đương nhiên thì trong tương lai nó tiếp tục xảy ra vấn đề gì thì chúng ta không thể là À, biết được bởi vì à, với cái pha điều chỉnh mạnh của BTC liên tiếp trong vòng vài ngày trở lại đây và đặc biệt là ngày hôm qua thì các bạn thấy là à, gần như đây là một cái sự kiện thiên nga đen rồi đúng không ạ thiên nga đen đây chứ đâu BTC điều chỉnh khá là sâu từ cái mức 70 000 mà về cái mức đó là 49 000 thì các bạn thấy rằng là nó đã chia gần hai lần thì chúng ta đã thấy cái sự điều chỉnh nó mạnh đến mức như thế nào đúng không ạ ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi và trước khi tiếp tục cái chủ đề video ngày hôm nay, bạn nào mà có xem được video của team HTL Search, rất mong các bạn sẽ dành ra một chút thời gian quý báu của mình để có thể là dành tặng cho team một nút like video. Các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút của chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất các bạn nhé. Và đây cũng là cái động lực rất là to lớn để có thể là giúp cho team ra nhiều những video hữu ích hơn và cùng đồng hành với mọi người vượt qua cái tình hình khó khăn ở trong thị trường crypto ở trong giai đoạn hiện tại. Ok, chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề video ngày hôm nay thôi như các bạn đã biết thì BTC là đại diện gần như là đại diện cho cả thị trường crypto này à, mỗi một khi mà thị trường mà chúng ta thấy giá BTC điều chỉnh mạnh thì Ancoin thì cũng không khá khẩm hơn là mấy chúng ta thấy được rằng là Ancoin ở trong ngày hôm qua thì thực sự các bạn là sắc đỏ bao trùm à, toàn bộ cả thị trường crypto này chỉ xuất hiện một vài những cái đồng xanh mà chúng ta không biết được rằng là những cái đồng đấy nó là những cái đồng nào đúng không ạ chỉ có một vài đồng xanh nhưng mà cái mức độ tăng trưởng của nó rất là nhẹ thôi nhưng mà chúng ta thấy toàn bộ thị trường ngày hôm qua đều đa phần là sắc đỏ xuất hiện có những đồng điều chỉnh tới 15 20% và thậm chí là có những cái điều những đồng điều chỉnh đến 40 đến 50% trong ngày hôm qua. Thực sự phải nói với các bạn là ngày hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy thị trường ta gần như ở cái mức độ nó là náo náo loạn rồi. Và với cái pha điều chỉnh khá là mạnh mẽ trong ngày hôm qua của BTC thì chúng ta đã chứng kiến hàng tỷ đô bị thanh lý các bạn ạ. Các bạn thấy rằng là nguyên cái số long bị thanh lý thì nó đã lên tới là 798 triệu USD trong ngày hôm qua. Đấy là mình chưa đọc cái đuôi nhỏ nhỏ đúng không? Sấp xỉ nó khoảng tầm là 799 triệu long USD bị thanh lý và các bạn thấy được rằng là không chỉ long đâu sót ngày hôm qua thì bị thanh lý số lượng rất là lớn lên tới là 283 triệu USD như vậy là hôm qua cái con số mà bị thanh lý ở trong thị trường crypto này các bạn thấy rằng là nó lên tới cái mức đó là hàng tỷ đô Trở lại quá khứ thì khoảng thời gian nào là khoảng thời gian mà chúng ta thấy thị trường chúng ta thanh lý mạnh mẽ giống như trong ngày hôm qua thì các bạn thấy và khoảng thời gian đó là giữa tháng 4 của năm 2024 chúng ta thấy có hai ngày à, khiến cho thị trường chúng ta thanh lọc à, lên tới hàng tỷ USD đúng không ạ? phải nói chính xác lên tới hàng à, khoảng tầm hơn 1,5 tỷ USD bị thanh lý chỉ trong vòng có hai à, ngày và ngày 12 và ngày 13. Thì uh, trở lại để xem chặt của BTC thì các bạn thấy ở uh, khoảng thời gian đó chúng ta thấy thị trường của ta hay là BTC Có điều chỉnh, có cái sự điều chỉnh rất là mạnh đúng không các bạn Các bạn thấy rằng là ngày 12, 13 thì giá của BTC đã điều chỉnh từ cái mức đó là 71.000 và xuống thẳng tới cái vùng giá đó là 61.000, điều chỉnh chỉ khoảng 10.000 giá thôi Nhưng các bạn thấy được rằng là uh, Ở trong cái khoảng thời gian ngày hôm qua thì BTC thì cũng có cái sự điều chỉnh rất là mạnh Cũng lên tới cái mức đó là gần 10.000 giá giống hệt như cái khoảng điều chỉnh đó là trong khoảng thời gian tháng 4. xa hơn một chút thì các bạn thấy được rằng là vào khoảng thời gian ngày mùng 5 tháng 3 của năm 2024 chúng ta cũng đã thấy hàng tỷ USD bị thanh lý và cái khoảng thời gian đó chúng ta đều biết là có một cây nến màu xanh tăng khá là mạnh vào ngày mùng 4 đúng không ạ và khiến cho giá BC lên tới mức 68.000 nhưng chỉ trong ngày hôm sau thôi chúng ta đã thấy giá BC đã điều chỉnh thẳng từ cái vùng đó là 68.000 69.000 xuống thẳng tới cái vùng giá đó là 59.000 10.000 giá và khiến cho cái số giao dịch phái sinh bị thanh lý lên tới hàng tỷ USD nó khá là giống ở cái giai đoạn hiện tại và với cái pha điều chỉnh của BTC ở trong ngày hôm qua thì các bạn thấy được rằng là đã đã đưa BTC về thẳng từ cái vùng quá bán luôn. Các bạn thấy chỉ báo RSI bây giờ nó ở cái mức đó là khoảng đâu đó 25 26 điểm thôi hay là FMI bây giờ khá là thấp ở mức đó là 12 điểm. Và chúng ta đã thấy cái à, à, cột màu xanh này xuất hiện thì chứng tỏ là sức mạnh mua bán BTC đang cho thấy rằng là BTC đang đi thẳng về cái vùng quá bán rồi các bạn ạ về thông tin trong ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy là có một cái thông tin xuất hiện liên quan tới cái cuộc họp khẩn của Fed các bạn ạ. thì theo như cái thông tin được đưa ra thì Fed đang à, triển khai đó là triệu tập một cuộc họp khẩn à, vì là thị trường chúng ta đang khá là hỗn loạn lúc này và theo như cái dự đoán là Fed sẽ cắt giảm khoảng tầm là 50 điểm cơ bản tức là cắt thẳng, cắt giảm lãi suất là 0,5% đấy các bạn ạ. và đây có thể là một cái động thái lớn để ngăn chặn cái tình trạng hỗn loạn ở thị trường tài chính và À, các bạn thấy là trên này với cái tiêu đề đó là gì các bạn là à, cứu thị trường à, khỏi cái sự sụp đổ và trị giá lên tới là 13.000 tỷ USD tức là sẽ có khả năng là bay màu 13.000 tỷ USD các bạn ạ à, hiện tại thì cái thông tin này thì mình thấy là có một trang đó là Peria đăng tin thôi à, nếu như các bạn có thêm những cái thông tin chính xác và xác thực hơn thì các bạn có để ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này để chúng ta có thể là nắm bắt được cái thông tin chính xác liệu rằng là thời điểm hiện tại Fed đã tổ chức cuộc họp khẩn hay chưa và ngoài ra thì các bạn thấy được rằng là họ cũng cung cấp thêm một số những cái thông tin đó chính là họ cho thấy đồng yên nhật thì cũng đã giảm cái mức đó là 13% hay là tiền tệ của Hàn Quốc và Đài Loan thì cũng đã giảm 10% Bitcoin thì cũng giảm tới cái mức đó là 21% nhưng thực sự là nếu như mà các bạn kéo từ cái pha điều chỉnh từ cái mức giá đó 68.000 BTC đến tận cái À, dâu nến mà ngày hôm qua nó đã tạo được ở cái mức đó là 49.500 thì thực sự nó đã điều chỉnh đến cái mức đó là 27% chứ không phải là 21% đâu các bạn ạ. 21% thì chắc hẳn là các bạn thấy là cái à, giá của nó đang ở cái giai đoạn hiện tại thì chắc là vào khoảng 21% thôi. Và ngay cả hợp đồng tương lai S&P thì các bạn cũng thấy là cũng đã giảm à, tới mức đó là 4%. À, trong cái bài viết này thì họ lại nhắc tới cái cuộc họp của Fed sắp diễn ra và mọi người thì lại, lại cho rằng là Fed sẽ cắt giảm lãi suất về cái mức đó là 0,5% trong cuộc họp tháng 9. À, các bạn thấy cái tiêu đề với lại cái thông tin này thì nó cũng hơi mâu thuẫn một chút. rõ ràng chúng ta thấy rằng rằng là có thông tin là Fed đã triệu tập một cuộc họp khẩn, đúng không ạ? Họp khẩn để có thể là đưa ra cái quyết định cắt giảm lãi suất hay không. Nhưng mà trong này thì họ lại nhắc tới cái cuộc họp trong khoảng thời gian tháng 9, trong khoảng thời gian À, thời gian tháng 9 thì chúng ta đều biết là Fed sẽ có cái cuộc họp rồi Và ban đầu là chúng ta chỉ kỳ vọng là Fed sẽ cắt giảm lãi suất cái mức đó là 0,25% thôi Nhưng đến à, thời điểm hiện tại thì với cái tình hình mà thị trường chúng ta đang náo loạn như vậy Thì à, Fed mà chờ đến tận tháng 9 mới có cái cuộc họp khẩn Thì à, thực sự phải nói các bạn là chúng ta không biết là nó có uh, muộn màng quá hay không Và liệu rằng với cái mức mà cắt giảm lãi suất 0,5% có bù lại được À, so với lại cái khoảng thời gian chờ đợi từ thời điểm hiện tại đến khoảng thời gian tháng, à, tháng 9 ấy, à, Cuộc họp tháng 9 hay không các bạn ạ? Bởi vì sao các bạn nếu như mà chờ đợi càng lâu thì đương nhiên cắt giảm lãi suất nó phải càng mạnh tay Phải nhanh nếu không thì thị trường ta sẽ thực sự là bước vào, uh, bước vào suy thoái Nhưng mà ngoài ra thì à, các bạn thấy là theo như cái thông tin này cung cấp Thì họ cho thấy là một nhà phân tích kinh tế học à, có tên nó chính là Peter Chick Các bạn ạ thì cũng đã cảnh báo cái việc mà À, hạ lãi suất của Fed ở cái mức mà quá nhanh chóng như vậy thì cũng có thể là đẩy Hoa Kỳ vào cái tình trạng đó là suy thoái. Vì vậy là đây nó cũng là cái con dao hai lưỡi. Chắc hẳn là chúng ta vẫn phải chờ rằng là sau khi mà cắt giảm lãi suất thì tình hình hay là nền kinh tế nó như thế nào, nó diễn ra như thế nào thì chúng ta mới có thể là có thông tin chính xác được. Thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang ở trong cái mức dự đoán và lo ngại thôi. Để thể hiện cái sự náo loạn của thị trường của crypto ngày hôm qua thì chúng ta cũng sẽ cập nhật thêm một vài những cái thông tin. Như các bạn thấy là theo như cái phân tích cũng như là cái cập nhật đến từ các vùng địa lý ấy, thì chúng ta thấy cái dòng tiền chảy ra chảy vào đối với crypto thì trong ngày hôm qua chúng ta thấy Hoa Kỳ dẫn đầu với cái dòng vốn chảy ra lên tới cái mức đó là 531 triệu USD các bạn à, cũng như là chúng ta thấy Đức và Hồng Kông thì lần lượt cũng chứng kiến cái dòng tiền chảy ra lên tới lần lượt đó là 12 triệu USD đối với lại Đức và 27 triệu đô la dòng tiền chảy ra đối với lại Hồng Kông À, xét về mặt tích cực thì chúng ta cũng có thấy là có Canada và thụy sĩ thì chúng cũng chứng kiến cái dòng vốn chảy vào à, lần lượt đó là 17 triệu USD đối với Canada và 28 triệu USD đối với lại thụy sĩ. À, còn trong ngày hôm qua thì chúng ta thực sự là chứng kiến cái à, dòng tiền chảy ra thị trường crypto thì cũng khá lớn trực tiếp bitcoin thì cũng đã chứng kiến cái dòng vốn chảy ra lên tới cái mức đó là hơn 400 triệu đô la. Ethereum thì cũng chịu hứng chịu cái à, dòng vốn chảy ra lên tới là 146 triệu đô la các bạn. À, và cái dòng vốn mà chảy ra đối với Ethereum trong năm nay thì hiện tại thì cũng đã đạt là 430 triệu đô la rồi, một con số thì cũng à, rất là lớn. Và không chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là những đơn vị tổ chức bán ra đâu các bạn ạ, à, ngay cả Jam Trading à, được cho rằng là một trong những nhà tạo lập của thị trường crypto này thì cũng đã à, nạp liên tục những cái à, số lượng à, crypto lên sàn để có thể là à, bán ra. Các bạn thấy rằng là ngay trong ngày hôm qua thôi chúng ta cũng đã thấy họ đã chuyển đổi là 120.000 VKS à, trị giá khoảng tầm là 410 triệu USD thành ETH và sau đó chuyển lên sàn giao dịch Binance và OKX. Và cái động thái này thì cho rằng là họ à, đã có cái động thái đó chính là bán ra ngay cái thời điểm lúc này. À, và theo như cái thông tin này cung cấp thì kể từ ngày 25 tháng 7, trăm Chết Đinh đã đổi 83.000 à, WST ETH thành 97.500 ETH à, trong 9 ngày. Và trong số này thì có 66.000 ETH trị giá khoảng tầm là 191 triệu đô la được gửi đến các sản giao dịch. Như vậy là chúng ta thấy cái hoạt động bán ra liên tục đối với lại... À, đinh à, ở trong à, khoảng thời gian à, ngày hôm qua và không chỉ đinh đâu ngay cả Wintermill thì chúng ta cũng đã thấy ở trong khoảng thời gian à, trở lại đây thì liên tục có những cái thông tin nạp crypto lên sàn để có thể là bán xả theo cái dòng xả theo cái dòng à, đi xuống của thị trường crypto ở trong giai đoạn hiện tại đương nhiên là có người bán thì sẽ có người mua trong khoảng thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy những quỹ đầu tư và những đơn vị tổ chức họ vẫn có niềm tin vào thị trường crypto và họ đang tiếp tục tích cực thu mua ở thu mua bitcoin cũng như là ethereum ở cái mức giá rẻ ví dụ trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là cái quỹ eth eth spot của Breakdog thì cũng đã chứng kiến cái dòng vốn chảy vào đó là 48 triệu đô la các bạn bất chấp rằng là thị trường chúng ta đang ở trong cái trạng thái đó là suy thoái tức là đang có cái sự điều chỉnh mạnh mẽ xuống phía dưới thì chúng ta thấy cái hoạt động thu mua cũng khá là mạnh mẽ 48 triệu đô la Hoài, ngoài ra thì chúng ta cũng đã biết được rằng là à, ngoài cái việc đó là chúng ta chứng kiến à, bitcoin etf spot à, chảy ra à, trong ngày hôm qua và đặc biệt chúng ta thấy được rằng là à, có à, roykill thì bán ra cũng rất là mạnh nhưng chúng ta cũng thấy được rằng là cái quỹ ai của blackrock thì cũng thu vào cái số lượng à, usd cũng rất là lớn ở trong à, cái khoảng thời gian ngày hôm qua rồi đúng không ạ và nó lên tới cái mức đó là hàng trăm triệu usd À, mặc dù là thu mua cái mức lớn như vậy Nhưng chúng, chúng ta cũng thấy không thắng được cái dòng tiền bán ra Và chúng ta vẫn chứng kiến cái dòng tiền âm Vì thế là chúng ta vẫn thấy thị trường ta có sự điều chỉnh Và trong ngày hôm qua thì các bạn thấy là cũng có cái thông tin Liên quan tới rất tin săn được cho rằng là đã mua 16.236 ETH Trong cái khoảng thời gian khi mà ETH hay là thị trường ta có cái sự điều chỉnh khá là mạnh mẽ lúc đó thì nếu như mà so với cái vùng giá mà rất tin săn mua ở cái vùng giá đó khoảng tầm là 2.200 chẳng hạn thì đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã thấy ETH đang có cái sự phục hồi rút râu và trở lại thì chắc hẳn là người này đang có lời rồi đúng không ạ à, và theo như cái dữ liệu phân tích con trên thì được cho rằng là một chiếc ví được gắn với lại rớt tin săn thì đã thu mua là 16.236 ETH. Chúng ta đều biết được rằng là rớt tin săn là ông chủ của sàn hobi cũ và bây giờ đang là sàn htx đúng không? Và cũng là nhà sáng lập Tron. À, người này thì cũng khá là nổi tiếng nhưng mà có vẻ như là cái tai tiếng của người này thì khiến cho mọi người cảm thấy là cũng không yêu thích cho lắm đúng không? Về cá nhân của mình thì mình cũng ít theo dõi đến rớt tin săn nhưng mà đây cũng là một người nổi tiếng và cũng cầm trong tay à, lượng tài sản lên tới hàng tỷ đô trong thị trường crypto này thì chắc hẳn nó cũng là một người có tên tuổi rồi. Thông tin chính xác thì các bạn thấy là rút tin thì đã rút khoảng tầm là 38 triệu USD khỏi sàn HTX và tiến hành mua là 16.236 ETH trị giá trung bình khoảng là 2.229 đô la trong một ETH và đã sử dụng hết là 37 triệu USD và ngoài những cái thông tin uh, mua đến từ rất tin săn hay là những uh, quỹ đầu tư liên quan tới Bitcoin ETF Spot hay là ETH ETF Spot thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin là cám bầu cá voi thu mua ở trong cái khoảng thời gian khi mà thị trường ta điều chỉnh mạnh. Trong giai đoạn hiện tại thì sẽ xuất hiện hai cái luồng tâm lý các bạn ạ. À, một số những người tin vào thị trường crypto à, còn tăng trưởng trở lại thì đương nhiên sẽ có hoạt động thu mua mạnh. Còn một số người tin tưởng rằng thị trường ta bước vào downtrend rồi thì thời điểm hiện tại là thời điểm mà cắt lỗ mạnh. À, tóm lại là cái lý do mà khiến thị trường mà chúng ta điều chỉnh thì nó xoay quanh một số những lý do, lý do chính thì theo cá nhân mình thấy cái đầu tiên là cái nỗi lo liên quan tới suy thoái kinh tế đây là một trong những cái nỗi lo à, chính xác mà lớn nhất ở cái giai đoạn hiện tại sau đó là cái nỗi lo liên quan tới cái việc đó là à, phép cắt giảm lãi suất quá muộn bởi vì sao các bạn bởi vì à, nếu như mà đợi đến khoảng thời gian tháng 9 mà tính từ giờ cho đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều điều có thể xảy ra đúng không vì thế đây cũng là một nỗi lo sợ đối với lại uh, fed bởi vì chúng ta thấy ở trong lịch sử uh, một số lần chúng ta thấy fed cắt giảm lãi suất thì thường sau đó là đi đôi với cái việc đó là có suy thoái kinh tế diễn ra vì thế là đây cũng là cái mối lo ngại rất là lớn và tiếp theo đó là cái lý do liên, uh, liên quan tới uh, cái việc khiến cho thị trường là điều chỉnh đương nhiên là cái dòng tiền chảy ra uh, dòng tiền chảy ra có thể là bao gồm từ uh, trực tiếp từ Bitcoin, trực tiếp từ ETH, trực tiếp từ crypto hoặc là dòng tiền chảy ra đến từ Bitcoin ETF spot hay là ETH ETF spot trong khoảng thời gian vừa rồi. Cái này nó tùy vào tình hình cũng như là tùy vào cái tâm lý hay tùy vào cái chiến lược đầu tư của mỗi người thôi các bạn ạ. Mỗi một người sẽ có một chiến lược đầu tư. Chắc hẳn là, là đến thời điểm hiện tại khi mà giá giảm mạnh thì nhiều người cho rằng đây là cơ hội và nhiều người cho rằng là đây là cái rủi ro rất là lớn. À, cá nhân mình thì à, à, khi thị trường mà điều chỉnh mạnh như vậy mà chúng ta nhảy vào bắt ấy, thì à, nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta bắt dao à, rơi hay là bắt đào rơi thôi đúng không? thì à, nó cũng có cái độ à, may giỏi nhất may may rủi à, nhất định của nó. À, đương nhiên là chúng ta sẽ cần thị trường ta nó có cái sự ổn định hơn sau đó thì chúng ta mới thu mua thì nó cũng sẽ là một cái điều hợp lý hơn. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì trở lại năm hành 2020, 2020 chúng ta thấy sau khi mà BTC điều chỉnh mạnh thì nó cũng có khoảng thời gian 3 đến 4 ngày và thậm chí là hàng tuần đúng không? Nó sai ôi ở cái vùng giá đó là 4.000 đến 5.000 USD. Sau đó thì các bạn thấy nó tích lũy dần và bắt đầu tăng trưởng và trở lại. Thì nếu như mà có sự tích lũy như vậy thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ thu mua đợi ở một vùng giá tốt và sau đó sẽ có sự tăng trưởng. Nhưng mà trong lịch sử thì cũng không ít lần BTC khi mà đã đã tạo đáy và chúng ta cũng đã thấy được rằng là nó cũng đã tăng trưởng ngay sau đó. Ví dụ các bạn thấy là vào khoảng thời gian tháng 3 của năm 2024 à 23, các bạn thấy rằng là BTC tạo đáy sau khi mà chúng ta chứng kiến hàng loạt những ngân hàng sụp đổ thì chúng ta đã thấy được rằng là BTC đã tăng trưởng liên tiếp à, ngay sau đó hay là khoảng thời gian tháng 6 cũng vậy chúng ta thấy BTC có cái sự điều chỉnh và chúng ta thấy sau khi có thông tin liên quan tới Bitcoin ETF spot thì các bạn thấy BTC cũng tăng liên tiếp và sau đó lại điều chỉnh nhưng mà các bạn thấy rằng khoảng thời gian tháng 8 đến tháng 10 của năm 2023 thì đã xuất hiện cái sự sideways rõ rệt mình cũng sẽ kỳ vọng nếu như mà nó sideways rõ như thế này thì đấy cũng là cái điều kiện hay là cái cơ hội tốt để chúng ta có thể gom hàng và chờ BTC pump lên phía trên mà kéo thị trường ra à, tiếp tục tiến tới lên phía trên các bạn ạ. Ok các bạn thì nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và nhấn vào nút của chuông thông báo để ủng hộ cho team HT Research các bạn nhé. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.